Viêm tay giữa khi bơi là một tình trạng không thể hiếm gặp, mà đặc biệt là trẻ em rất là dễ gặp, mà đặc biệt là mùa hè. Thì nó sơ về giải phẫu của cái tay, thì mình có tay thì mình có cấu trúc tay ngoài, tay giữa cũng như tay trong. Thì viêm tay giữa thì thường do vi khuẩn, virus. Còn nếu đi bơi mà vùng nước mà nó dơ, với lại môi trường nóng, tăng tiết của vi khuẩn cũng như nấm trong cái hồ bơi á, thì nó sẽ dễ bị viêm tay giữa hơn. Đặc biệt là đối với trẻ mà có tiền căn bị viêm tay giữa hoặc là giải phẫu ống tay bất thường. Mà trẻ em là một trong những người gọi là có giải phẫu ống tay bất thường, tại vì mặc định đó là nó chưa hoàn thiện, và cái vòi nhĩ thì nó nằm chắc mà cái khương nó hơi ngang ngang á, nó ngắn hơn, cho nên nước á dễ vào hơn, mà nước dơ một cái thôi là nó dễ bị viêm tay giữa hơn so với người bình thường, người lớn. Cho nên á, mà cái việc mà cho trẻ đi bơi á, thì nên cho đi bơi những cái bồn bơi sạch. Hồ bơi sạch là điều quan trọng nhất để phòng tránh viêm tay giữa khi bơi. Và mình sẽ có những cái gọi là mỗi lần mà nếu mà trẻ đi bơi mỗi mùa thì mẹ có thể cho đi khám bác sĩ tai mũi họng coi có ráy tai gì trong đó không, thì mình cho nó ra. Tại vì khi mình bơi nước dơ, hoặc nước dơ mà trong nó có ráy tai thì nó sẽ hấp thu cái nước, nó sẽ giữ lại và nó sẽ làm vi khuẩn sinh sôi, nấm sinh sôi trong đó. Và mình có thể sử dụng những cái dụng cụ hỗ trợ bơi để nước nó không vào mũi. Còn nếu như mà sau khi bơi xong đó, thì mình có thể lấy bông gòn sạch đó, để nhẹ trong ống tay ngoài khoảng 3 5 phút để nó hút nước cho ra ngoài. Nếu mà lỡ nước vào tay á, thì mình có thể dạy cho trẻ bằng cách là nghiêng cái đầu sang bên, kéo xúc cái bàn tay ra sau vậy nè, thì nó sẽ tạo ra một cái đường thẳng, nó sẽ nước nó sẽ tự động chảy ra ngoài đó, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Và quan trọng nhất đó, thì cái việc mà viêm tay giữa như mọi người cũng biết đó, nó là một cái đường liên thông tai mũi và họng. Thì nếu như mà trẻ mà nước nó lỡ vô mũi họng mà nó sặc, hoặc là cái mũi họng mà nó bị viêm thì nó sẽ dễ bị viêm tay giữa luôn. Trên cái việc đi bơi thì mình sẽ vệ sinh luôn mắt, mũi và họng cho trẻ. Nếu mà lỡ nước còn bơi mà còn mũi thì mình bịt một bên lỗ mũi, xong mình xì cái bên lỗ mũi còn lại ra, tuyệt đối không bịt hai cái lỗ mũi lại. Thì đó, thì cái nãy giờ thì bác sĩ trả lời là vì sao dễ bị viêm tay giữa ở trẻ khi bơi mùa hè, và cái thứ hai á, là cách phòng như thế nào để nước không vào tai cũng như nước không vào mũi họng. Thì đối với cái bệnh này thì triệu chứng như thế nào, bây giờ lỡ nước vào tai rồi, lỡ có cơ địa rồi, thì bây giờ bị sao? Thì nếu mà thực ra cái triệu chứng điển hình nhất của viêm tay giữa mà đau tai, đau lắm, nhức lắm, khóc hét giữa đêm luôn, rồi bên cạnh đó là trẻ kêu là mẹ ơi như có con ong gì đó nó bay vù vù trong tai cái con, rồi trẻ nghe kém, kiểu nói cái biểu hiện của nghe kém thường gặp nhất là nói to lên, tự nhiên trẻ kiểu như cáu gắt mà nói to hơn bình thường, nghe kém mà nghe kém thường sẽ đi đôi với nói to lên, hoặc là mẹ gọi không nghe. Thì các triệu chứng khác thì có sẽ có thêm triệu chứng của ho, sổ mũi, sụt xịt, hoặc là có thể sốt 3 5 ngày, xong cái triệu chứng điển ngoài cái triệu chứng đau tai điển hình đó thì sẽ phải chảy mủ ra. Thì cái những triệu chứng này mình nên đi khám ngay, tại vì viêm tay giữa mà không được điều trị, không khám kịp thời thì có thể dễ dẫn đến viêm màng não mủ và có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của đứa trẻ, tính mạng của đứa trẻ. Cho nên cái việc mà phòng là một chuyện, nhưng mà một khi đã bị thì mình nên đi khám ngay, không nên chần chừ. Thì nếu mà muốn một cái quan trọng nhất, tiền sử mà trẻ đã bị viêm tay giữa rồi á, thì nó hạn chế đi bơi.